Thấy mũi xe Duy Nguyễn không? Nó chuẩn bị là một cái gì đó, nó sẵn sàng, nó chinh phục. Nó bay xuống cái hầm xe. Nhưng mà nào ngờ có thằng này. What? Này. Các bạn nghe nói về gạch là các bạn xỉu luôn. Mà cái câu chuyện này nó con nhỏ bán gạch trong này nè. Cái con nhỏ bán gạch nè. Là một cái nhân vật chính trong câu chuyện này, những dự án gạch của Duy Nguyễn. Nhớ, cho dù nghèo cỡ nào nghèo, đúng không? Duy Nguyễn vẫn phải tìm đủ mọi cách, bán thận, bán gan, bán tim, bán gan, bán phèo cỏ gì đó, để có tiền để mà làm cái hầm xe. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với cái nơi thấp nhất của BBT. Cái này tương đối thôi nha bạn, còn còn chỗ thấp hơn nữa. Này chỗ này nè. Chỗ này thấp hơn. Thôi giỡn chơi các bạn thôi nha. Đây là cái hầm xe của BBT nhưng mà nó chưa sẵn sàng hoạt động nha các bạn. Tức là nó chưa sẵn sàng đâu, nó còn nhiều vấn đề lắm. Nó còn nhiều vấn đề sau này nó hoạt động được. Thứ nhất là phải vệ sinh cho sạch sẽ. Nên là tường tiết là phải chắp chít trở lại cho nó ngon lành cho nha. Nhưng mà cái đó thì không phải là cái chuyện nội dung chính của cái buổi quay hình ngày hôm nay. Mà cái buổi quay hình ngày hôm nay á, chúng ta có một vấn đề mà Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn. Các cụ nhà mình nói á, thì ăn coi nồi ngồi coi hướng, sống trên đời cái gì cũng phải vậy hết á, phải có trước có sau, có trên có dưới, có trong có ngoài, đúng không? Biết điều thì gì sống được á, mà không biết điều trời đất nó không dung các bạn ạ. Thì tại sao Duy Nguyễn nói những cái đời mà cay độc như thế nè? Thấy mũi xe của Duy Nguyễn không? Cái mũi xe của Duy Nguyễn nó chuẩn bị cho cái gì ba? Nó chuẩn bị là một cái gì đó nó sẵn sàng, nó chinh phục, nó bay xuống cái hầm xe để nó đậu chiểm trệ uy nghiêm. Nhưng mà nào ngờ có con này. What? Này. Con này nè bạn. Hả? Nó nghĩ sao bạn? Tôi nhớ, ủa sổ đỏ tao đứng tên mà ta. Ủa tao nhớ sổ đỏ tao đứng tên chứ thôi, fast.co.auto.com.vn đứng đúng tên. Rồi, nó vô đó. Nó chạy xe xong vô hầm luôn. Nó chạy xe xong vô hầm mà nó đậu cực kỳ bố láo luôn các bạn. Nó đậu nó không ra một cái gì hết trơn, nó trội đó. Đó. Nó đậu tao đuổi thẳng kia luôn kìa. Cái chỗ trong là xe hơi, ở ngoài là xe máy. Đi rồi, không đậu đâu, đậu giữa đường, giữa xá rồi đó. Làm cái xe của mình ở ngoài không vô được. Thì cái hành động này các bạn cực kỳ mà nó vô duyên. Thằng kia nó mất nết. Ta nói là cái gì? Khách mà chơi cao hơn chủ nữa. Hiểu không? Không được. Nó vô nó đậu vậy đó bạn. Mà nó làm đi, mất đi cái sự trong trắng của cái hầm xe. Yeah boy. Ta nói nhất thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trong mình. Nice. Ta có cái hầm xe ba vậy thôi á, ba quay vô ông độ ngon lành. Làm cái xe của mình nhóng luôn kìa. Thấy mà thiệt á, nhìn cái xe của mình thấy nghẹn ngào luôn. Nên cái này là cái cực kỳ không được nha Đạt. Em làm gì cũng vậy thôi, cái cực kỳ không được. Đó, thì em có đậu thì phải đậu sâu sâu trong kia đi, lỡ rồi. Đậu sâu sâu trong kia cho anh đậu ngoài đây. Thì cũng còn phải được chút xíu. Bích gì bích. Em qua đây em chạy trước rồi thì nói rồi, sếp chuẩn bị qua nha. Mấy bạn đậu xe đồ này nó vô nha. Ồ quá trời gạch luôn ta. Mai mốt Duy Nguyễn sẽ làm một cái dự án về gạch các bạn. Một cái video về gạch. Các bạn nghe nói về gạch là các bạn xỉu luôn. Đó. Gạch ở BBT Bình Tân này là nghe nói là xỉu luôn các bạn. Tôi không ngờ số nó lại vậy. Kinh khủng khiếp lắm. Mà cái câu chuyện này nó con nhỏ bán gạch trong này nè. Cái con nhỏ bán gạch nè. Là một cái nhân vật chính trong câu chuyện mà những dự án gạch của Duy Nguyễn. Nên mà thấy không, cái hầm ở dưới như Duy Nguyễn nói, hầm này hầm khá là rộng nha bạn. Cái hầm khá là rộng mà trong cái hầm này có rất là nhiều chuyện để nói. Thứ nhất là về cái chuyện những cái máy bơm. Những cái bơm, mấy máy bơm Duy Nguyễn sẽ làm một cái video Duy Nguyễn chia sẻ cho các bạn về cái máy bơm trong tòa nhà như thế nào. Về thứ hai là hệ thống nước. Hệ thống nước tòa nhà nên xử lý thế nào để sau này các bạn mà có làm nhà thì biết làm thôi. Chứ ở đây là Duy Nguyễn không có khoe. Duy Nguyễn không có khoe hay là Duy Nguyễn không có nói phải làm thế này, thế làm thế kia. Nhưng mà ít ra sau này tất cả những bạn theo dõi video của Duy Nguyễn đều là những cái bạn lứa tuổi nó còn trẻ. Thì kiểu gì kiểu sau này các bạn phải có cái nhà. Đúng rồi anh em ạ. Đó, nhà mua, nhà thuê, nhà mướn nhưng biết, nhưng mà nó sẽ dính tới những vấn đề điện nè, nước nè, máy bơm nè, hầm xe nè, cách đậu nè, cách thoát nước nè, xử lý chống thấm nè. Cái nhìn kia nước ướt nhẹp đâu ra tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà để cái hầm mà để nước á nó vô là cái như toan rồi. Đúng không?
nó phải xử lý rất là nhiều cái hầm này, và cái hầm này Duy Nguyễn còn tốn khá là nhiều tiền. Rồi thôi nói chung mà nó là nhân viên của Duy, Duy mượn video Duy chỉnh nó thôi chứ Duy cũng dám la nó nhiều đúng không anh ơi. Ủa trời ơi, bây giờ la nó nhiều quá nó đình công hay là la nó nhiều quá nó làm thôi bây giờ Duy Nguyễn dẫn các bạn đi tới một chỗ khác, một chỗ sau này nó sẽ là những dự án cực kỳ ước mơ. Bây giờ trong cái hầm nó sẽ là những cái nơi mà nó chứa cầu thang bộ và cầu thang máy các bạn ạ. Thì đây là một cái thang máy, nó cũng là một cái công nghệ mới, công nghệ thông minh đó, thông minh nha các bạn. Thì chắc chắn là sẽ có một cái video chi tiết về cái thang máy. Như Nguyễn chưa nghiệm thu nên như Nguyễn chưa có tháo lớp này. Khi mà Duy Nguyễn tháo lớp này ra thì Duy Nguyễn sẽ là nghiệm thu cái thang máy này. Nhưng mà Duy Nguyễn chỉ nghiệm thu khi nào mà xong cái tầng hầm này. Cái tầng hầm này chưa có xong nha các bạn. Cái tầng hầm này sẽ được lót một cái lớp. Cái lớp gì thì chưa biết. Bây giờ có 3 phương án. Một là chơi đá granite. Hai á là lớp viên đá mà nó giống như gạch mà nó rổ giống như dĩa hè vậy đó, mà nó xanh xanh hơn dĩa hè chút. Và cái loại thứ ba là loại nó nói Duy Nguyễn là sơn cái gì đó bạn. Sơn cái gì mà nó nắng o mà nó bóng lưỡng như mặt con gái 18 vậy đó bạn. Wow. Đó, đang lăn tăn giữa ba cái đó. Tại vì ba cái nào cũng mắc hết á. Mà để coi cái nào nó phù hợp với cái hầm này. Mà liệu trong đại dịch Covid này thì mình nên buông tiền làm đó hay không, mà quan trọng là có tiền để buông không các bạn. Nên cái này chưa xong nha, cái này còn nhiều vấn đề lắm. Thật sự khi bây giờ nó hoàn thiện từ trên đi xuống, khi xây từ dưới đi lên nhưng hoàn thiện từ trên đi xuống. Bao giờ tòa nhà đóng vậy, các bạn nên nhớ sau đây các bạn xây nhà hay bạn làm gì cũng vậy. Xây là xây từ móng, mà nhà dột là dột từ nóc nha các bạn. Rồi bao giờ ở trong cái tòa nhà của chúng ta đối diện với thang máy chắc chắn phải là thang bộ. Không có kiểu nào khác hết. Chỉ có hai kiểu thôi, một là thang bộ nó ôm thang máy. Hai thẳng ôm nhau. Cái thứ hai là hai thẳng nhìn nhau. Thì cái mô hình ôm nhau đó nó dành cho mô hình biệt thự. Mô hình biệt thự nha các bạn. Biệt thự rộng, hình vuông thì hai cái ôm nhau. Còn á Duy Nguyễn á thì là mô hình thương mại dịch vụ, tối ưu hóa cái tầm nhìn, cái view nên hai thẳng nhìn nhau. Nên chắc chắn thằng thang máy ở đây thì thằng bộ phải bên kia. Phải bên kia nha các bạn. Không đi những cái hầm quận 7. Mà cả bốn cái hầm xe trong tứ trụ building, tứ trụ BBT đều là một cái sự tự hào. Một cái sự rất là tự hào các bạn. Khi mình nhìn thấy nó. Khi mình nhìn thấy nó nha các bạn. Thì bây giờ á các bạn đã từng sử dụng dịch vụ của BBT, các bạn đã từng đến BBT, các bạn đã từng thấy những cái hầm xe của BBT, thì các bạn thấy rằng cái hầm xe của BBT so với những cái hầm xe của những cái chỗ khác, những cái chỗ khác nó tương đương về quy mô, thì các bạn thấy thế nào nhá. Cho dù nghèo cỡ nào nghèo đúng không, Duy Nguyễn vẫn phải tìm đủ mọi cách, bán thận bán gan bán tim bán gan bán phải không khỏi gì đó để có tiền để mà làm cái hầm xe. Chứ bây giờ xây một cái tòa nhà đẳng cấp quy nga tráng lệ ở mặt tiền cái sài thành tắc đỏ này mà không làm hầm thì đối với Duy Nguyễn đó là một sự thất bại. Xin lỗi các bạn, con gà nó gái có duyên đó các bạn. Con gà này giờ tao gà tao 4 sáng, gái gà này mới 4 mấy chiều gái rồi. Ủa mà nhắc mới nhớ, ủa sao mới 4 chiều mấy ông thợ dễ chân ta hiểu không, đồ vô duyên quỷ này múc vô nồi như mày này. Qua đây là cái thang bộ. Thang bộ dơ quá các bạn ha. Tất cả mọi thứ đều chưa sẵn sàng. Đây. Thang bộ nhìn. Má ơi thấy ghê quá. Má ơi nè, má ơi thấy ghê quá. Má ơi thấy ghê quá. Thôi giỡn thôi các bạn. Hay thì mua súp đi ba, like xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.